nó hồi sáng coi cô kia, cô bị bệnh ung thư của nó, cô gặp những đức, cô nói cô bị bệnh ung thư, bệnh hoạn rất là nhiều, rồi chồng thì bây giờ đang không biết tu, nhưng mà ông này thì thường ăn thịt chó, thịt mèo, thịt trâu, thịt chuột vậy đó, ăn dữ lắm. giờ con cố gắng con tu làm sao đi? thì chỉ có cách hồi hướng làm sao mà chồng con ông bỏ ăn thịt đồ đi thầy? Thì những đức nói rằng là những đức kể cho cô nghe một câu chuyện cái cô này trên thành phố. cô cũng có quán cơm hay gì, quán cơm trái Ban đầu mà nghe pháp những đức ông chồng ông ghét cái chiếc máy đó lắm. Nó thầy nó chỉ thấy ghét tắt giùm tôi đi. Không ưa ông thầy này rồi đó. À, vậy đó mà bà vợ cứ là bắt nghe, Ông tắt thì bà bật lên, cứ là vậy đó. Rồi bà cứ niệm Phật, bà cứ niệm Phật mà bà quý những đức lắm. Nghe những đức nói chuyện Vậy đó Mà hôm nay ông chồng Chuyển ở đây vậy Tự nhiên ông nói rằng Cấp trước nghe ông thầy nói chuyện không có thích Mà nghe từ từ cháu thấy ông thầy này Nói chuyện tôi thích ngay cái câu là Ông nói á làm vợ là càng học Phật phải càng thương chồng nhau. <laughs> nghe không Nghe tới câu đó ông khoái Khoái câu đó vậy tới chưa Tự nhiên ông khoái câu đó rồi ông khoái câu khác luôn à rồi bây giờ ổng nói với vợ ổng gì nè Thôi nhà cũng có tiền Cũng xài cũng có dư Bà coi mấy cái chương trình mà ông thầy Đức Ông tổ chức người mù đó Bà cầm tiền cho anh bà phụ ổng một chút đi nói vậy thấy ông bà nói trời nó ngạc nghiêng ghê luôn á mà chỉ đúng có một chỗ này mà cô chuyển được chồng con thầy Con nghe thầy nói rằng Mình niệm Phật, mình lo niệm Phật thôi Mình dính Phật Ai Di Đà chứ đừng dính ông chồng thì như đức kể cho cô này nghe như đức nói rằng là cái cô kia của niệm phật cô chuyển được ông chồng là do gì cô thành tâm của niệm phật cô chuyển cái tâm ái nhiễm của cổ qua ông chồng mà cô chuyển thành qua ai di đào phật còn lúc trước là cổ niệm phật là cô chuyển cái tâm cổ ngay ông chồng là cổ muốn cho ông chồng mình thay đổi đi Thấy không vậy là cổ niệm phật là cổ cấm cái tâm vào ông chồng chứ không phải là niệm phật nên niệm vậy thì biết chừng nào mà chuyển được ông chồng niệm làm sao mà niệm mà buông được cái, cái chuyện xấu xa của ông chồng tại vì cái chuyện xấu xa là chuyện của ổng còn chuyện của mình là chuyện làm vợ thôi mình cứ làm vợ hết trách nhiệm mình cho tốt thôi à còn cái chuyện xấu xa là cái chuyện của ổng mình phiên đâu có được nên mình đừng có dính cái chuyện của ổng mà mình nên lo niệm phật để mình sống an lạc thôi từ ngay cái tâm này thì chính ổng được sự cảnh tỉnh khi nhìn thấy mình mà chuyển ổng được là do gì ổng không có buộc ràng được mình quý vị phải nhớ rằng ổng buộc được cái thăng nhưng ổng không buộc được cái tâm mình cái tâm mình đã giao kết với tần số phật a di đà mà khi cái tâm mình mà giao kết được với tần số phật a di đà đó thì cái sức của cái vô lượng giác á nó quá giải cái vô lượng mê của ông chồng vô hình chung đặc biệt lắm còn nếu như quý vị niệm phật mà quý vị đặt vào chồng vào vợ vào con vào gia đình vào người thân á quý vị niệm phật lâu có kết quả lắm chính bản thân quý vị còn không an lạc á đừng nói chi mà giúp cho người khác an lạc nên mình tu là mình làm sao mình an lạc nè mình mới có thể giúp người ta và chuyển người ta được đó nghe rất rõ ràng cô kia cô hỏi nhà Đức trả lời gì đó cô nói ồ con nghe thầy nói câu này con thích con về con cố gắng con niệm phật thôi vậy ông ăn thịt chó thịt mèo kệ ổng thầy như đức nó kệ ổng ăn thịt chó thịt mèo kệ ổng chứ cô không ăn được cô tức sao mà cô cứ theo kêu đừng ăn hoài <laughs> nên nó kỳ cục ghê luôn ta nhậu thì chuyện của người ta cay đắng mà người ta muốn uống để người ta uống đi còn mình không uống thì mình khỏe mình cứ hiện cái tướng mình không uống rượu Không say sưa mình khỏe cho ông thấy đi Rồi ông nhậu vô ông xịn Ông ói mửa Ngày mai mình nhắc ra, khỏe không anh oh, Em thì rất là khỏe không, oh. Từ nơi đó mà nó chuyển được người ta Là do chính mình nó không bị người ta câu thúc Còn nếu như mình nó tức tức quá tức quá Đó là dính mắt mới tức nó dính mắt, nó thương quá Nên nó mới nhìn ngó Nhậu nhiều nè Tuy là nói cằn nhằn cứ giữ Nhưng thật sự là thương còn nếu như nó không dính mắt là tức khắc nó không nói uhm, nó làm cái trách nhiệm mà mình đang phải trả nợ thôi à chứ nó không có dính nó không có nói dọc do tam quắc nữa mà từ nơi cái không nói đó mà nói chuyện người ta vô hình chung lạ lắm còn nói nó không chuyện con người phạm phu nó kỳ cục nó tức lên nó không chịu chuyển nhưng mà khi bị mà ngưng lại không nói mà vì bị sống tốt vì làm hết trách nhiệm của mình với gia đình tự nhiên nói chuyện ờ à, nói chuyện và nó sợ mắt quý vị vì cái lúc này cái tâm quý vị nó đặc biệt quá Nó hiện tướng cũng dễ thương Không cần trang điểm mà thấy cũng đẹp Lời nói lại có duyên vui vẻ Và thì mị hơn ngày xưa Và chiều chồng hơn ngày xưa Từ nào đó ông sợ Dư cái tướng này và cái dáng này Và lời nói này Thì nếu ta buông ra cô chừng bị mắc đó <cười> <cười> Nói vậy thấy chưa nó thì cái thế bị mạnh liền không nói gì hết á còn nếu như bị đeo 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 thì bị hết năng lượng hết năng lượng thì nó khô khan cằn cõi ổng vừa nhìn là ổng chán cái vị rồi cái tướng này thằng nào mà lụm nữa bỏ đại ở nhà đi lo cái gì mà lo hay không nó nên mình phải tích tụ năng lượng được đừng có bận tâm lo âu những việc không ra gì nó mình nên lo bồi dưỡng chính mình đi vì nghe chỗ này đặc biệt nên nó đọc một công đoạn để thấy một ý niệm thiện có thể chuyển hóa những cái tế bào xấu vậy thì tế bào xấu là cái gì mỗi một người chúng ta ý nghĩ chúng ta nghĩ thiện thì nó có thể chiên rộng tặng hư không nếu chúng ta nghĩ ác vậy thì mỗi một người chúng ta có thể phát thiện để hóa giải hoàn cảnh được không được chắc chắn phật giải mà quá giải hoàn cảnh bằng tâm thiện Đấy không tâm thiện quá giải hoàn cảnh nếu như xung quanh không chịu quá giải thì ta sẽ quá giải được gia đình mình và mỗi một người gặp ta sẽ đỡ sự bất an là quá giải một người nhớ nghe Những đức đọc thêm cái lời dạy của vị bác sĩ này đặc biệt này quý vị bác sĩ nổi tiếng thế giới này Tiến sĩ David Haukin, đọc tiếng này nè, là một bác sĩ rất nổi tiếng ở Mỹ. Bệnh nhân của ông đến từ khắp nơi trên thế giới. Ông cho biết chỉ cần nhìn thấy bệnh nhân là ông biết người đó vì sao bệnh, bởi vì trên cơ thể người bệnh không bao giờ tìm thấy chữ yêu. Chỉ thấy chữ khổ hạn phiền muộn. Bao bọc toàn cơ thể họ. Rất nhiều người bệnh vì không được yêu thương. Ở họ chỉ thấy khổ và phiền muộn. Tần số rung động chính là từ trường mà mọi người thường hay nói. Đó. Vì nghe câu đoạn này nè. Chúng ta khi bị bệnh, chúng ta rất cần được sự quan tâm quý vị đừng bao giờ nói rằng gia đình mình rất bận bịu người bệnh cứ nằm đó đi đây gọi là dính vào cái khổ hẳn phiền muộn khi ta còn khỏe thì ta làm việc vô cùng bây giờ ta bệnh rồi để ta nằm như vậy vẫn đưa vào bệnh viện nằm ít ai đến thăm lơm gia đình mình có người bệnh phải để ra một người để thường quan tâm hỏi han và nói chuyện vui cho họ nghe như vậy thì họ được sự quan tâm đó Nhất định họ sẽ không bị dính vào Bốn cái chữ khổ hạn, phiền muộn Mà họ sẽ có chữ yêu thương Và quý trọng Và có tình ngôi Từ nào đó nó quá giải bệnh của người thân này Rất đặc biệt Nên vị bác sĩ này Là vị bác sĩ nổi tiếng, cũng là tiến sĩ luôn Phần nhiều con người ta khi bị bệnh Là thương, buồn khổ, lo âu, sợ hãi Cần nghe Phật Pháp là như sao Vì Phật Pháp sẽ quá giải được tâm đó Họ sẽ tự phát triển tần số của chính họ Gọi là từ trường Chúng ta thấy những người bệnh từ trường họ rất nặng Vì sao? Khổ, hẳn, phiền muộn Đây là từ trường vô cùng nặng nề và xấu Làm sao hết bệnh được Làm sao hết bệnh Nên quý vị tặng người ta một chiếc máy nghe Pháp Có thể quá giải cái tâm đó Bây giờ người ta rất bận biểu Không ở bên cạnh mình được Vì thì chúng ta nghe Pháp niệm Phật Để bồi dưỡng cái từ trường của ta Tuy ta bệnh nhưng mà có thể nói chuyện vui được Có thể vui cười tự nhiên được Như vậy thì từ trường này rất tốt Từ cái tâm thiện này có thể quá giải những tế bào xấu trong nội tâm ta Quá giải những tế bào xấu trên cơ thể Nhất định chuyển hóa bệnh tình đặc biệt lắm Bác sĩ chị là một phần Nhưng cái chỗ đặc sắc nhất là cái tâm chúng ta có thể thoải mái Tâm thoải mái có thể cải biến được những tế bào xấu trở thành những tế bào tốt Chắc chắn 100% là như vậy vì có thể tính ra được chỗ này thì có thể thấy ra đây đây. một đêm chúng ta ngủ không được và lo âu thì tức khắc ngày mai dễ bị bệnh chỉ có một đêm không ngủ được ngày mai mặt mày bơ vờ sắc diện xanh xa chỉ có một đêm thôi hống chi là lâu ngày đang ôm những nỗi buồn da diết trong tâm có những người chồng đi sớm về muộn không dám nói nhưng trong tâm rất là buồn khổ khi chồng về thì cố gắng đến lo lắng nhưng khi chồng đi thì có khi ôm mặt mà khóc Sự đau đớn đó nó dăng dắt từ nội tâm Con người này đi đang sống Nhưng mà họ chết từ bên trong chết ra Tại sao để sống như vậy? Tại sao không tạo cho mình một hoàn cảnh đặc biệt? Tại sao lại làm cho hoàn cảnh mới hư đi? Chuyện của ông chồng là chuyện của ông chồng Vì sao ta phải gì? Cái tình thương âu yếm ngày xưa Thở nào mà ta kéo lại tới ngày hôm nay Khi ổng không còn thương mình mình lại nhớ từ những lúc âu yếm ông thương yêu Bây giờ ông đi âu yếm người khác Ta lại cảm thấy tức tối và ghen tuông Có miệng mà như câm không nói được Từ nơi đó làm cho mình ấm mức trong trong tâm tư của mình Trở thành một từ chuồng vô cùng nặng nề Lâu lâu ông về nhà Thì ông thấy rất là nặng nề trong gia đình này Thì tức khắc ông sẽ đi liền Đây là gì? Đây là từ nội tâm mà làm ảnh hưởng từ chuồng Chắc chắn là như vậy Nên người có thấy học Phật thì biết được Chúng ta tại sao không quá giải tầm Quá giải đi Chúng ta có thể sống được tốt Có thể sống được tốt Con người chúng ta là thường nắm bắt Cái gì ghét thì gặp rất thực Cái gì thương thì không muốn vượt khỏi tầm tay Nhưng ở cõi này Phật nói xa lìa khổ Để nhắc chúng ta sẽ xa lìa Bạn đừng chấp nhất cõi này Vì sẽ xa lìa Vì nó sẽ khổ những buổi nói chuyện này đặc biệt quý vị ừ. nên từ nơi đó học phật là đặc sắc là phải hiểu hiểu được rồi dù quý vị có của cải cỡ cả nào cũng không nặng nề cả Phải đưa cho người khác xài có người hỏi những đức sự cố của thế gian xảy ra ta phải tích chữ gạo lúa cho nhiều đúng không thầy những đức nói bạn muốn chết sớm thì tích chữ đi còn nếu muốn sống thêm vài ngày nữa Thì đem ra cho người ta ăn Đem cho người ta ăn Thì người ta sẽ thương gia đình mình Còn nếu chúng ta không đem ra Họ biết nhà mình có của Họ sẽ cầm dao vô nhà để cắt cổ chúng ta Chết càng sớm Mà chết với cái sự của cải này là chết đỏ lạc Còn nếu như chúng ta biết Cuộc sống thế gian đang khổ Nhà có của đem ra Chia chác cho mọi người một miếng để dùng đi Như vậy thì thời gian sống của chúng ta sẽ kéo dài Dù là có chết đói Đời sau vẫn tốt hơn Góc độ này vô cùng là sâu Mà chính người xưa đã dạy Nên có những người Nghĩ rằng Năm 2000 có chuyện này chuyện kia xảy ra Phải tích chữ gạo lúa Tích chữ được mấy ngày sự cố đã xảy ra Bạn tích chữ cái gì Đó. Nên học Phật vẫn là tuyệt Dù là ngôi chùa đông cỡ nào đông đi chăng nữa Cũng không cần tích chữ Vì mỗi người có phước Phật đã dạy Ta tin Phật có vượt thì nhất định là xong Dù có mắt đi đi chăng nữa Đời sau vẫn là đặc biệt hơn nhiều Người còn cái số mệnh làm người Vừa chết đi thì tức khắc có cái thằng mới Đặc biệt hơn Còn nếu như chúng ta là người niệm A-di-đà-phật Thì vừa chết đi là chúng ta Khoảnh tay là ở cực lạc <laughs> Thì chọn đi nên chúng ta vô cùng là tự tại Của kẻ gì mà đi tích chữ Dù là có đông bao nhiêu người như vậy Mà tích chữ cái gì Mỗi ngày nhà được sống rất là thoải mái Không cần tích chữ gì cả Nói chuyện giết rồi cũng không có suy nghĩ đến tiền bạc gì hết Vì sao? Vì có tiền rồi suy nghĩ làm chi? Suy nghĩ làm chi cho nó mệt Càng không suy nghĩ đến tiền thì càng nói pháp hay Càng suy nghĩ đến tiền thì thiết pháp không ra hờ Gắn từ chữ Mà nói xạo nhiều nữa chứ Ngộ ghê luôn á đây là cái kinh nghiệm ngày xưa suy nghĩ rằng cần phải có tiền Nên tuy là nói không cần tiền nhưng thật sự phương tiện Nhưng bây giờ càng thiết pháp càng nói thật Khỏi suy nghĩ đến luôn Thì vô cùng là thiết pháp càng ngày càng lão luyện nha Văn tự cũng tự trao chuốt nữa Vì sao văn tự tự trao chuốt? Vì nó từ tự tánh hiển lộ Nên những văn tự đó dù là chưa từng hậu nhưng mà nó cũng là nói được rất là hay Rõ ràng là tâm tịnh thì trí sáng Tâm loạn thì chỉ tôi Chúng ta sống trong cái cõi này Nó loạn tâm như vậy rồi Mà ta còn loạn thêm nữa à Ta nên tạo một hoàn cảnh tịnh cho chính mình chứ Đó, quý vị nghe ha Nên học Phật như vậy là tuyệt Thấy gương mặt ai cũng đẹp quá ta <laughs> <Để> Thấy không? <laughs> cái hoàn cảnh này từ trường tốt hoàn cảnh này từ trường tốt thì không ai cũng đẹp hết trơn gì thấy chưa <laughs> vậy đó mà một chút đi về nhà mà gặp ông chồng ông bài một cái sòng nhậu ông la ông sùm là là lúc đó là từ trường nó bị ảnh hưởng là tự nhiên gương mặt chúng ta xấu hơn ở đây <laughs> nếu quý vị mà còn có thể giữ được cái tâm nó bước vào cái hỏi anh có mua rượu không <laughs> từ trường này vẫn còn tốt đó đặc biệt thiệt đó. ông nói thôi được em xong mình bước ra phía sau thấy ông bài bố nấu ăn bỏ thao nồi tùm lum thôi đi rửa cởi áo chàng cắt bạn bộ đồ nào ngắn ngắn vô đi rửa đồ rồi cho nó thoải mái không hiện cảnh cho nó đúng mà rồi xong rồi thấy con cái mũi dạy tùm lum thôi đi tắm rửa cho con đàng hoàng làm cho xong trách nhiệm mình cho nó đàng hoàng không có cử nhữ càng nhằn không có làm mà đập thao đập nồi đập chảo đúng không tại vì sao mình muốn giữ cái từ trường cho nó tốt Ở Ông nhậu xong rồi cho ra dọn vô xong hỏi anh uống rượu sớm giờ có ăn cơm nước gì chưa thì ông nói chưa Anh ngồi nghỉ một chút để em nấu cơm hay là dọn cơm cho anh ăn đúng không Ăn xong rồi đầu gót nước cho ông uống Uống đi anh Đó là giữ từ trường tốt đó quý vị Ờ à, Giữ từ trường tốt đó lúc đó mình niệm Phật Mình nhìn ổng, ổng nhậu ổng nhậu mà khi ăn cơm á <laughs> kinh 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 vậy đó, sao mà nói trong lòng mình nói đáng thương thiệt, ừ. đáng thương. Là xong có khi ông ăn xong cái tự nhiên cái xính rượu mà mắt nó kỳ cục lắm <laughs> lúc đó nhìn thấy vợ đẹp và ừ. đưa mặt tôi hung ấy nè ờ à, được nè hung đi thì tôi trả nợ cho ông cho xong phức cho rồi muốn hung gì đó ông hung đi hung bao nhiêu nụ hung mà bây giờ hung thêm nữa cũng không sao cái xác này mai mốt cũng bỏ thôi không muốn hung gì hung hung nè đi hung đi nói cái đó là nó tự tại nhất còn nói rằng nó nhậu nhẹt không lo làm ăn gì chứ hung nó tôi tán vô mặt bây giờ cho hung phá từ trường phá từ trường thấy chưa à. nói gì chi à mình cứ tự nhiên đi mình cứ sống cho nó đúng với cái quy tắc của mình học phật hiểu rồi hiểu rồi bây giờ mà phản ngược thì sớm muộn cũng bị hung thôi nhưng mà cái nụ hung nó đấm đá tại sao không dùng cái nụ hung nhẹ nhàng hung đi anh nhưng mà hung cái mình a với đà phật phật ơi trả cho xong để con gì cực lạc <laughs> Nó, 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 kiểu đã làm vợ người ta mà bây giờ quý vị còn than thở làm chi có những người mà không được chồng thương cũng than cũng thở mà chồng thương quá cũng thở cũng than chứ <laughs> thấy không cái cõi này nó khổ chưa nên, <laughs> nên từ nơi đó quý vị sống mà nó tự tại được là tuyệt nó chỉ có câu vật hiệu mà muốn giảng sanh thôi mà cái gì cũng trả được hết trơn á còn nếu không muốn giảng sanh là có trở ngại liền nói chứ không muốn giảng xanh cứ nghĩ rằng trả lâu quá lâu cái gì mà lâu cuộc đời đến thế gian mấy chục năm bây giờ bị coi có nhiều người bảy trăm chục tuổi rồi đang sắp đi rồi đó chúng ta ba bốn chục tuổi bốn năm chục tuổi cũng còn thời gian bao lâu đâu cứ vui đi thời gian mau lắm còn buồn khổ thời gian rất lâu vui là thời gian rất là mau ngộ vậy đó vui mà trả thì thời gian rất là mau à, nó đặc biệt vậy đó nên nó vui trả đi những đức điều nhắc với vị vậy đó nó vui trả đi niệm phật để trả nợ đi Đặc biệt nhất là gì Chứ đừng có kêu trốn nhà trốn cửa đi tu Nó đã trả chưa xong chạy vô chùa nó cũng lo nữa nó, Quý vị biết rằng Phan Duyên á, Thì á, thường là suy nghĩ có ai đứng sau lưng à, Còn nói mà đủ duyên rồi Quý vị tự tại lắm Dù là chưa lên chánh điện tu Nhưng mà quý vị mỗi ngày A-di-đào Phật Không có thờ khóa cố định gì hết Nhưng quý vị rất là tự tại Rất là tự tại Bây giờ trong gia đình ông chồng ông không cho thờ Phật Thì chúng ta khỏi thờ Phật Chúng ta cứ niệm Phật, Phật từ tắm hả à? Còn ông chồng cho thờ Phật thì thờ Phật Chứ bây giờ ông không cho thờ Phật Mà chúng ta gình gình chúng ta thờ Phật Chúng ta lễ Phật mà chúng ta cái giáo giác phía sau Không biết có ông gõ mình không vị thấy không nó vì phức chưa à, Nên á Tùy duyên tiêu nghiệp chướng phan duyên chuốc Tây ương Có khi ông đập tượng Phật là chuốc Tây ương rồi đó uhm. Nên ông không cho chúng ta lễ Phật theo thờ Thì chúng ta mỗi ngày cứ niệm Phật Không có thờ khóa gì hết đó là tu hành, đó là thích tu, đó là ham tu Còn cái người mà được lên tu mà ép buộc không bằng cái người ham tu Mà mỗi ngày không có thờ khóa đó nữa Nên á, những đức chia sẻ gì đó Thì cái nhân viên nào quý vị cũng tu được hết trơn á Nhân viên nào cũng tu được chứ không có nhất thiết là chúng ta nói á, Rằng là phải như thế nào thế nào Vì Phật nói là Pháp không cố định Pháp Đó là không cố định Pháp Thì Phật Pháp có thể áp dụng với tất cả mỗi một nhân viên con người để mà tu không có cố định pháp gì sao chúng ta đặt một vấn đề Không có vấn đề Vấn đề đặt được là do duyên Chỗ nào đã được thôi Còn đã là không được thì phải đem Phật Pháp Để chúng ta lưu chuyển trong nhân duyên đó để mà tu Như thì tuyệt quá <laughs> Vì thấy Phật Pháp như Đức nói dễ không? Dễ Nhưng Đức tu thấy dễ mà Có những người nói rằng Con không tin Thầy nói tu khó lắm Nhưng Đức nói tu có khó gì đâu khó vì thầy nói cái dễ của cái tu đi Những đức nói cái dễ cái tu cho quý vị nghe nè Những đức gặp con gái đẹp thì nhìn Gặp con gái xấu cũng nhìn Gặp con gái cao cũng nhìn Gặp con gái lùng cũng nhìn Gặp Phật cũng nhìn Giảng sanh cũng muốn Ở ta bà cũng muốn Chùa cũng muốn Mắc chùa thì thôi Vậy thì trong cái tu này của quý vị Tần số nào mạnh nhất để đẩy đi thì cái đó tự biết còn nếu như bạn nói rằng tu là không được nhìn người đẹp gặp người đẹp không được nhìn nhìn như vậy có chừng nó lòi con ngư ra đó nhìn thì cứ nhìn đi nhìn đã rồi thì nghĩ nhìn thấy tu dễ không có khó gì đâu cái mắt là do nó thích đẹp thì nó nhìn thôi chứ từ nó nó nhìn rồi thì thôi có làm được gì đâu thì suy nghĩ mày nhìn thôi chứ mày có làm được cái gì thôi mày đừng có nhìn nữa thì tự nhiên từ từ nó nghĩ nhìn trước mặt mình đi chăng nữa thì phớt qua rồi thì thôi giống như người ngoài đường vậy thôi kẻ đi qua người đi lại quý vị có đem tất cả những cái hình thức mà quý vị nhìn người ngoài đường đi qua đi lại hay không vậy thì cái nhìn là nhìn nhưng mà không dính mắt mới là chỗ đặc sắc đó Tu không có khó đâu Do nguyên lý gì chấp cứng quá nặng nề Đặt vấn đề gì ta cao quá Nên từ đó tu trở thành khó tu Nên văn tự vậy Theo cái nhân duyên của người tu Một trăm năm Ta là người mới tu hai ba năm Đừng có đem cái văn tự của một trăm năm đó Để áp đặt vô người hai ba năm Chúng ta học tập là phải học như vậy Một người hiện tại nổi tiếng như Hòa Thượng Tịnh Không Ta đừng có nghe và nhìn cái tinh hoa của Ngài Bây giờ đang nói Mà ta đang học Ngài là phải nhìn cái gì? Từ cái góc độ sơ học của Ngài khi vừa mới tù Từ cái nhăn kết thành cái quả Người bây giờ muốn tìm tinh hoa thành tụ bây giờ của người ta Mà để học Như vậy thì bạn rất dễ bỏ cuộc Cái gì nó cũng phải có từ thấp lên cao chứ Và tự tình không còn trẻ tu cũng là như mình bây giờ tu thôi mà tu có thời gian kiên trì có định hướng cái đặc biệt của ngài là có phương hướng rõ ràng ta đời này phải lo tu cho tốt đúng không nhưng mà mới tu cũng chưa tốt nhưng mà tu từ từ rồi nhìn thấu rồi tu mới tốt nên cái học của một người thành công ta phải nhìn cái góc độ khi ban đầu của họ làm sao chịu khó chịu khổ làm sao rồi chúng ta lấy từ cái nhân tố đó để mà học gì thành công còn bây giờ cứ nhìn cái chuyện nổi tiếng của hòa thượng ta cũng muốn nổi tiếng như vậy Hòa thượng nổi tiếng như ngày hôm nay Ngài cũng trải qua bao nhiêu sự khó khăn Mới được như ngày hôm nay chứ nó Chúng ta phải có góc độ như vậy Thì sở học của chúng ta nhanh hơn người khác nó Tuy thấy chậm nhưng mà đặc biệt lắm quý vị à. nó Nên công đoạn này dạy rất là hay không Người bệnh chúng ta phải chăm lo thương yêu Đừng để cho họ mang cái tâm khổ hận phiền muộn, Và người bệnh nghe câu này đừng nên để trong tâm những thứ này nghe không? Không tốt. Và tiếp tục ông dạy câu này cũng hay nè quý vị. Ông cũng phát hiện ra rằng những người bệnh thường hay có suy nghĩ tiêu cực. Tần số rung động của người trên 200 sẽ không bị bệnh. Ở người bệnh tần số này thường thấp hơn 200 tần số rung động của những người nào thấp hơn 200 đó là những người hay quán giận chỉ trích hận thù người khác tần số của họ chỉ là 30 40 quá trình chết móc người khác sẽ làm tiêu hao rất nhiều năng lượng trong họ vì thế tần số rung động sẽ giảm thấp hơn 200 và những người này có nguy cơ mắc nhiều loại bệnh, chỉ số rung động cao nhất là 1.000 thấp nhất là 1. Ông nói trong cuộc đời ông từng gặp người có tần số rung động cao nhất là 700 năng lượng trong cơ thể của anh ấy rất dồi dào khi những người này xuất hiện họ sẽ làm ảnh hưởng đến tư trường của cả khu vực xung quanh lấy ví dụ như bà tu sĩ chi sara lên nhận giải thưởng nobel hòa bình không khí của hội trường rất tốt tần số rung động rất cao từ trường của bà làm cho cả hội trường đều cảm nhận được năng lượng tràn ngập sự tốt đẹp và cảm động từ bà khi người có năng lượng cao xuất hiện từ trường của họ sẽ làm cho vạn vật trở nên tốt đẹp hơn còn với những người có suy nghĩ tiêu cực không chỉ tổn thương hại chính họ mà còn làm cho từ trường xung quanh cũng bị xấu đi thì nghe chưa hay chưa quá đặc biệt luôn nên xã hội không biết Họ làm cho con người phải lo âu Thấy không Như vậy thì tần số rung của con người sẽ giảm tối đa Sẽ thanh, thanh bệnh Đó Thanh bệnh Thêm nữa Là nhất định nó kết thành một từ trường quá nặng nề Quý vị coi Con người bây giờ đang lo âu nhiều Quý vị coi trên bầu chờ Đang có quán khí nặng Cảm giác như trên đầu mình Nó có một tảng đá nặng Đang đè xuống đây gọi là gì đông người đang có tâm lo từ trường đang bị nặng số lượng người tu thì quá ít nên chúng ta đừng làm nó tăng thêm nữa đừng làm nó tăng thêm nữa những người tu chúng ta nên sống tự tại nên sống vui nên sống tốt cái vị nghe rất hay đây có thể gọi là lời dạy phát triển từ khoa học có dựa vào nền giáo dục của Phật Pháp Chắc chắn rằng vị tiến sĩ này có nghiên cứu Phật Pháp Và có học các tôn giáo nguồn gốc chính xác Nên cách nói của ông đặc sắc Có học thức, có hiểu biết Nên cái nói có thể nhà khoa học chấp nhận Không có nói ngang nói càng Thấy không? Rõ ràng, từ nơi đó quý vị nghe, quý vị có lòng tin chắc chắn nên mỗi một người chúng ta tạo cho mình một từ trường Và tần số chúng ta vượt qua 200 Như vậy thì chúng ta sẽ chống lão hóa Chống được bệnh tình xâm nhập Còn nếu như sự chỉ trích và sự hạn thù tăng lên Như vậy thì tần số chúng ta sẽ thấp từ 30-40 Nhất định bệnh tình sẽ xâm nhập được chúng ta nên những đức từng nói rằng bệnh tình xâm nhập là có tần số với bệnh tình chúng ta nếu mỗi ngày cơ thể sống rất tốt rất vui vì tần số ta rất là cao nó không phù hợp với tần số của mình thì làm gì chúng ta sợ bệnh đặc biệt đó trong cái nói chuyện của những đức quý vị nghe quý vị nên mở rộng cái tâm ra một chút có những cái những đức cũng không có nói rõ ràng quá nhưng mà nói vậy là quý vị hiểu rồi trong cuộc sống hôm nay quý vị sẽ áp dụng những cái buổi nói chuyện của những đức nè những đức đang nói chuyện nó có áp dụng trong cuộc sống hôm nay đó đang trong lúc thời điểm này đó để những người nghe quý vị cảm thấy an tâm đó Vì không nên tạo thêm sự lo âu nữa Chúng ta sống trong một đất nước Chúng ta cũng có một cái tâm Dù là mình là người đi tu Mình cũng muốn gánh vác một phần nào Đối với xã hội đất nước của chúng ta Qua lời nói cũng là tốt Vì phải nhớ Kiến quốc quân nhân Giáo dục trước tiên Muốn cho một quốc gia cường thịnh Lấy giáo dục làm đầu nếu không lấy giáo dục làm đầu Mà lấy nền kinh tế làm chính Thì khó thế nào thành công Từ giáo dục con người mới lành mạnh Lành mạnh rồi thì nhất định phát triển về vật chất Sẽ tồn tại Còn nếu không phát triển về vật chất Mà không giáo dục nghiêm túc Như vậy con người sẽ hư, sẽ loạn Từ nơi đó một gia đình Quý vị sẽ suy ra được một đất nước Mỗi một gia đình là một tế bào của đất nước Quý vị nhìn trong một gia đình Giao ba nghèo thì quý vị sẽ đưa ra được con số gia đình này giàu vô cùng không có giáo dục vẫn là khổ gia đình này nghèo vô cùng nhưng có giáo dục vẫn là vui thì là tế bào của đất nước chúng ta hãy nhăn rộng ra của cái vui đó để cho cả đất nước sẽ nhận thức như vậy thì sẽ biết được rằng một đất nước có giáo dục thì đất nước cường thịnh sống vô cùng an vui hạnh phúc chắc chắn là như vậy những đức coi qua sách xưa những đức đã nắm nhiều tinh hoa Của tư tưởng người xưa Những đức thấy tư tưởng người xưa là trí tệ Đừng nên bỏ Không được người xưa thì sẽ có niềm vui vô cùng Là đặc sắc Đặc sắc lắm Đó Nên trong thời đại hôm nay chúng ta nên nghe Một tư tưởng giáo dục Cho nó chuẩn xác Để chính mình có thể tạo ra một niềm vui Tuyệt cho chính mình Chúng ta còn khổ thêm chi nữa nó Tiến sĩ David Hawking Ông đã từng làm Bệnh án cho hàng triệu người Các Chủng loại người khác nhau Trên toàn thế giới Tất cả đều Cho một đáp án giống nhau Chỉ cần tần số Rung động thấp hơn 200 Là người đó sẽ bị bệnh Trên 200 sẽ không bị bệnh Những suy nghĩ có tần số Rung động trên 200 Quan tâm đến người khác giàu lòng từ bi, nhân ái, hướng thiện, bao dung. Độ lượng, đây là những đức tính có tần số rung động rất cao, đạt điểm mức 400 500. Ngược lại, người có tính tình căm ghét, phẫn nộ hay chỉ trích, trách móc, đố kỵ, đòi hỏi người khác luôn tư lợi cá nhân ích kỷ không màng đến cảm nhận của người khác sẽ có tần số rung động rất thấp. Tần số rung động thấp là nguyên nhân dẫn đến các bệnh ung thư, tim vân vân. Từ góc độ y học, ông cho rằng ý niệm có ảnh hưởng vô cùng lớn đến sức khỏe con người. Hay chưa? Đó. Những văn tự này mà đọc học tập này người ta mới chấp nhận nhiều nè ừ. Nó, vì người ta có trí thức mà Cách nói của người ta nó hay lắm Vì nghe đó thấy không Mà phân tích rất là hay nó Sự khoan dung và tha thứ, sự thương yêu và giúp đỡ Nó có một tần số rất là cao từ 400-500 Còn sự trách móc hận thù, căm ghét Và đố kỵ chỉ biết mình không biết người khác Không quan tâm đến ý nghĩ người khác gì thì tức khắc tần số sẽ thấp sẽ bị bệnh ung thư và nhiều căn bệnh khác sẽ tiến đến chúng ta. Đó, ý nghe chưa? Nên chúng ta muốn khỏe, chúng ta nên khoan dung Đừng nên đem những điều không phải để vào tâm thêm nữa Đặc biệt quá quý vị ừ. Những buổi học này Nó giúp cho quý vị rất là nhiều Nên á, Mỗi tuần Chủ Nhật cứ đi đến đây Chúng ta tu học Cùng học tập phàm Phu cùng học tập với nhau à, Chúng ta cùng là phàm Phu Cùng học tập Học tập để làm sao làm Phật À. Chứ không ai cao xa gì Ngồi nói như vậy Vì trách nhiệm phải ngồi thôi Chúng ta không có cao xa gì hết thấy không? Điều là phàm phu thôi Phải ăn cơm, phải uống nước Phải bận đồ <laughs> Chúng ta không hay ho gì hết thấy không? Thấy bữa nào ăn ngon quá Cũng ăn quá trời nhai Nghiến, ôm um sùm Thì phạm phu rồi không? <laughs> mình phải chấp nhận điều này chúng ta không có ai đứng trên bờ hết trơn á hiện tại chúng ta đang lụm chậm ở dưới biển còn trong lục đạo đang ở dưới biển chúng ta đang lụm chậm dưới biển nhưng mà đặc biệt là ngay cái bãi biển nó có một cái cái bực đặc biệt mà có một người đang đứng lên cái bực đó được chứ chưa có bước lên bờ biển đúng không họ đang đứng ngay cái bực đó họ liền dây xuống thì mỗi người có theo cái sợi dây đó mà dịnh rồi chúng ta cùng nắm tay nhau cho chắc để muốn lên bờ biển chỉ có như vậy thôi đó chỉ có như vậy thì chúng ta cố gắng để nói vòng tay cho thật chắc phải không hiện tại chúng ta vẫn đang ở dưới biển nhưng mà có một cái lực đoàn kết để bước lên trên biển đó. như vậy thì có thể có thể đặc biệt là đang ở dưới biển mà lại gặp tình độ à mà nhờ có một người đang đứng ở cái bực biển đó Họ nói niệm phật đi <laughs> kêu mình niệm phật đi này bà nó lụm chùm lùm chùm bằng niệm dạy câu phật hiệu đi lỡ có chìm xuống thì phật rước thì lúc đó cái người này quá khổ rồi bây giờ bây giờ không có biết trông mong vào ai thì người kia hỏi thêm câu niệm phật có lợi ích gì nói cứ niệm đi lúc này không có nói dòng do nó niệm đi họ nói a di đà phật a di đà phật <laughs> thấy không chứ càng bạn chịu niệm ai di đà phật lỡ chìm xuống thì tức khắc cái thân chìm xuống còn linh thức phật ai di đà bỏ đài sen xuống gước đi về cực lạc <laughs> thấy chưa không nó vô cùng là tự tại à, chúng ta đều là phàm phu nhưng mà có thể được như vậy đó à, có thể như vậy thì được nên quý vị thấy rằng là rất là tự tại đúng không học tập không có lôi kéo ai mà dính dáng vào mình hết trơn ta là phàm phu mà dính dáng cái gì nó, hồi sáng có phải đòn mà từ an giang đi lên có mấy cô gặp như đức nói Ủa cô nghe thầy lâu lắm Cô muốn gặp mặt thầy dữ lắm rồi như đức nó nhìn đi cái mặt nè <laughs> nhìn đi tay nè thịt nè nhìn cái tay xấu quắc tay còn xấu hơn chồng bà nữa đúng không? không có được cái gì đâu nhìn thấy còn răng răng to đùng thưa quý nhìn thấy gớm ngủ một đêm không không xúc miệng hôi rình có gì đâu mà nhìn chỉ có lời nói thôi lời nói chúng ta có thể học được có thể nghe được thấy được chúng ta quý qua lời nói chúng ta chịu tu chịu niệm Phật còn đến gặp cũng được không gặp cũng không sao về nhà cố gắng mà tu chúng ta gặp ở thế giới cực lạc sẽ có thăng kim cang bất hoại không già không bệnh không chết gặp ở đó uống trà lâu dài <cười> <cười> thấy không nó ở đây gặp bữa nay không hẹn ngày mai không có hẹn ngày mai vì hẹn ngày mai coi chừng lỡ hẹn nên không có hẹn ngày mai chúng ta gặp bữa nay là biết bữa nay ngày mai không có nữa thì chúng ta cứ niệm phật cứ như vậy ở cõi này là như vậy đừng nên hẹn cái của ngày mai cái hôm nay rất là tốt cứ sống cho tốt cái ngày mai đừng nên hẹn vì ngủ một đêm ngày mai có những sự việc lạ khác rồi nên nếu chúng ta gặp nữa thì tiếp tục mà gặp chứ đừng nên hẹn của cái ngày mai nên cuộc đời này nhiều cái chắc chở lắm nên cuộc đời vô thường lắm ai đến đây rồi cũng phải đi thôi nên chúng ta nên chọn phương hướng đi cho thật là tốt có những người đến thế gian này giáo hóa chúng sanh thời gian dài có những người thì thời gian cũng rất là ngăn vì coi qua lịch sử của nhiều tôn giáo có những vị hai mươi mấy năm, có những vị bảy tám năm Có những vị ba năm cũng để lại một tấm gương đặc biệt Nên chúng ta không nhất thiết phải lâu làm chi cả Có duyên bấy nhiêu thì chúng ta chăng thật bấy nhiêu Như vậy cũng là tốt rồi Chỗ đặc biệt nhất là nắm cái pháp tu cho chặt Ở nhà mình cố gắng có một phương pháp tu cho thiệt chuẩn xác Đó là lễ Phật ở nhà sáng tôi Đi đứng nằm ngồi bấm số niệm Phật Phương pháp nói tới nói lui cũng là như vậy thôi chúng ta có gặp nhau hay không gặp nhau hay là còn hay mất chúng ta cũng phải niệm a di đà phật chúng ta mà thường niệm phật thường tu hành thì cái năng lượng chúng ta nó tiếp nhận được nhiều lắm nhớ đại lão và từ tình không khi học tập với thầy lý vĩnh nam Hỏi thầy Lý Vĩnh Nam mà Con người tiêu hao năng lượng qua chiều hướng nào nhiều nhất Thì thầy Lý Vĩnh Nam nói rằng Con người tiêu hao năng lượng qua chiều hướng vọng tưởng Lo 95% Đã tiêu hao năng lượng qua chiều hướng này Còn làm việc mỗi ngày thì tiêu hao năng lượng Chỉ có 5% thôi vì một ngày chúng ta tiêu hao năng lượng đều là do vọng tưởng lo âu, sợ sệt. Những việc chưa đến cũng lo, những việc đã qua thì muốn kéo lại, cứ để trong tâm hoài. Đây là tiêu hao năng lượng chính mình. Nên bây giờ chúng ta biết niệm Phật rồi, chúng ta đặt vấn đề việc giải thoát cuộc đời quan trọng nhất. Việc giải thoát là quan trọng nhất. Vậy thì chúng ta sẽ siêng niệm Phật. Khi siêng niệm Phật thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ tích tụ được năng lượng rất là cao. Nên cả ngày của những đức càng tu thì càng khỏe. Càng tu thì càng khỏe. Để ý rất rõ ràng. Nếu như người ta suy nghĩ thì cả ngày đã nghỉ ngơi đi Để chiều lại Bồ Tát Quán Thế Âm đúng không? Còn những đức thì ba bốn thời nó càng tu thì càng khỏe ừ, Thì mới suy nghĩ rõ ràng là người xưa dạy là đúng Nên chúng ta phải cố gắng tích tụ năng lượng nha Đừng có lo âu Đừng có suy tính những chuyện mình không hiểu làm chi Cho nó mệt có những người nói rằng là con nghiệp rất nặng Thấy không? Không Không gì sao biết nghiệp mình nặng Ai đến cõi này mà không nghiệp nặng Không nghiệp nặng thì không sanh ta bà Đúng không? Vậy chúng ta còn đặt vấn đề làm chi nữa Ai nghiệp cũng nặng Thì thôi Đã nặng rồi còn lụm bỏ vô thêm chi nữa Bây giờ niệm ai với đạo Phật đi cho nó nhẹ <laughs> niệm ai với đầu Phật cho nó nhẹ Còn suy nghĩ nó nặng thì nó nặng thêm Đúng không? Ừ, đặc biệt à, Tất cả những việc chúng ta tạo với cuộc sống này Vì vật chất à, giàu có Danh tiếng Tích trữ giữ gìn Nhiều cái lo quá Nhưng bây giờ chúng ta học đề học là việc lớn nhất của đời này không phải việc đó mà việc lớn nhất hiện tại chúng ta là người học phật nếu có thể nhận thức được thì việc giải thoát mới là việc lớn nhất vì tất cả những việc đó một ngày nào chúng ta cùng nó sẽ xa nhau và tất cả những tình thương thế gian này chúng ta phải xa nhau nên chúng ta không đặt vấn đề việc đó là việc lớn của cuộc đời mà chúng ta đặt vấn đề việc lớn là việc niệm phật cầu sanh về thế giới cực lạc Vậy thì trong hoàn cảnh nào của cuộc sống hiện tại chúng ta đang sống Vô cùng là tự tại Rất là tự tại Vì sao? Vì thấy mình có thể làm được một sức việc tốt Không thể nào để lún qua thời gian cuộc đời của mình Lo âu, phiền não Tiêu hao năng lượng Người mà khi tiêu hao năng lượng rồi thì Nó khô khan cằn cội lắm cái người khô khan càng cội không phải là người ốm đâu Mà cái người mập mà hết năng lượng á Quý vị nhìn họ bụng xỉn lắm Nhớ đó Còn cái người mà tích tụ được năng lượng Chúng ta tỉnh lắm Khỏe lắm Nhại lắm Lời nói mình nó Có âm hưởng Nghe cảm thấy thích Phải nhớ Mỗi người chúng ta đều có thể tích tụ được năng lượng Qua chiều hướng Giữ tâm thanh tịnh niệm Phật cuộc sống thế gian nhiều người lo quá rồi chúng ta đừng nên lo thêm nữa lo thêm có nghĩa là bỏ vô thêm nhớ lo thêm có nghĩa là bỏ vô thêm nước đang tràn dưng sắp sửa sụp bờ nếu chúng ta đi múc nước đổ thêm nữa thì nhất định sẽ dễ sụp bờ chúng ta đừng nên múc nước đổ vô thêm bên đó nữa phải nhớ là đừng nên lo nữa như vậy thì chúng ta sẽ có niềm vui và nhiều người thấy mình là người học phật đặc sắc có nhiều vị phật tử trong lòng của họ cũng lo lo là bây giờ cũng nhiều nơi không có tổ chức vậy sao thầy tổ chức mỗi nơi nó có một nhân duyên chứ hiểu không nếu như chúng ta mà không tổ chức được thì thôi còn tổ chức được thì tổ chức lo làm gì <laughs> không? người ta rủ mình đi lại phật lại bồ tát thì mình đi lại phật lại bồ tát còn nếu như người ta không cho mình lại phật lại bồ tát thì mình lại ở nhà sợ gì Đấy không à. <laughs> rất là tự tại <laughs> nên con người nó không có cái gì chứ sợ mắc cái gì chúng ta nói có chứ chúng ta có nhiều chứ có chùa có chúng tất cả những cái đó chúng ta có cầm theo được không mà là của mình <laughs> nghĩa là sanh không mang đến chết không mang đi không có cái gì hết <laughs> có là chủ trì chùa hay là không chủ trì chùa gì cũng không có cái gì chứ chúng ta thật sự mà nó không có gì hết chúng ta có nhất là niệm ai với đạo phật và có cái tâm cầu sanh cực lạc mới có thôi còn tất cả những việc hiện tại chúng ta không có cái gì hết bữa nay là có vậy ngày mai mắt à cái vị ngủ bằng đêm quý vị cũng thấy nó mắc à trong lúc quý vị đang ngủ á có khi ngủ mê á lăn tới lộn lui người ta xô qua xô lại có những người ngủ mê tiền để trong người người ta xô nhẹ nhẹ nhẹ, nhẹ 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 qua bên cái người ta rút tiền như quý vị chết rồi đúng không <laughs> có biết cái gì đâu lúc ngủ là mình đã tính được cái việc cái cuộc đời con người mình nó đã không có thật rồi chứ đừng nói chi là đến cái lúc chúng ta chết cái gì cầm theo đâu mà có nên đừng có đặt cái vấn đề có để làm cho mình lo sợ nha chúng ta nên có thế giới cực lạc á thế giới cực lạc mới là chỗ đặc sắc mà chúng ta hướng đến như vậy thì tâm thường là bình yên và tự tại đừng có dọa mình có khi chúng ta phải nhận thức rằng một cái việc nó không phải lớn đâu Nhưng mà chính chúng ta vẽ nó ra để làm cho nó lớn chuyện Có nhiều người thế gian chúng ta rất là vẽ việc để thành lớn chuyện việc. việc nhỏ như con kiến Tới chúng ta là thành con voi <laughs> Vẽ cho to việc ra <laughs> Nên quý vị biết rằng Đủ chuyện hết trơn Nên quý vị bây giờ mà tìm hiểu nhiều việc Không bằng quý vị niệm ai cho đạo Phật đâu Ví dụ như việc ở đâu đó, nó có một người bị cái gì thôi Mà vẽ ra là nó, nó phân tách ra cái sự việc của nó đáng sợ lắm Thôi đừng có nghe anh chí Mình cứ lo niệm ai với Đạo Phật thôi nó Còn cái chuyện mà số mũi ho hen Thì thật sự mà nói cảm xúc số mũi là chuyện bình thường <laughs> Chuyện này đâu có gì đâu ha còn số mệnh con người đến thì đến thôi Cái này là mình nói về người học Phật mình á Ai có chấp nhận hay không chấp nhận kể người ta Nhưng mà quý vị thấy quý vị nghe Vậy quý vị thấy nhẹ không nó nhẹ chứ còn nếu mình phân tách ra thì nó lo liền không nói chứ nha tự nhiên đang đứng gặn người nào ho cái ôi tránh ra chỗ khác <laughs> thấy, thấy là nó lo liền quý vị thấy chưa bận tâm rồi đó phiền ví dụ như mình ngồi gì lỡ mình đau chân mình thẳng chân thôi tự tại không còn thẳng chân một chút thì xích bằng lại nói ngồi mà không có ngồi nghiêm túc không có cung kính cung kính cái gì tôi ngồi nghe là cung kính rồi đó chứng đau quá sao nghe được cái cung kính <laughs> chứng đau quá lắc đá lắc lui hoài tao thẳng chân phức cho rồi không Bởi vì thấy phật pháp, pháp có cái tình lý chứ không có tình lý chứ mình thì ngồi trên ghế người ta ngồi dưới đất mình đâu có có cảm giác đau khi ngồi dưới đất đâu có những vị hòa thượng ngồi trên ghế chúng ta phải xuống đất ngồi ngồi xong đứng lên đứng ông nổi không lết bánh luôn thì suy nghĩ rằng là lúc xưa người ta từng ngồi nghe mình nói chuyện người ta cũng đau chân chứ thì si mình là thấy người chứ sao còn các ông ngồi trên chờ không các ông không chịu nhìn người dưới đất đâu à, có gì cũng nói bất kính bất kính như thôi mệt quá tu là được bất kính gì kính hay không kính do tâm mọi người thấy không à, sống gì cho nó khỏe nên chúng ta cùng một cảnh ngộ đến thế gian cùng một cảnh ngộ Tu không tu gì Tự nhận thức Cả tu luôn nữa Nếu mà chỉ có hình thức không Mà cùng một cảnh ngộ hết trơn Có khi chúng ta tu mà tu không phải Sự đỏ lạc chúng ta càng sâu hơn người Chưa tu bấy nhiêu nữa từ nơi đó nó cùng một cảnh ngộ hết trơn à Ví dụ như người ta chưa tu gì hết á Người ta mỗi ngày người ta lo làm ăn Người ta tự tạo người ta có cuộc sống Còn ông thì ông mang hình thức ông tu hành Ông lo tu Ông dùng bao nhiêu lời nói để ông dụ dỗ người ta Ai hơn ai Thôi ông đưa người ta đi sâu vào cái sự tội lỗi thì một cái nữa ông dẫn dắt người ta sai lầm đúng không? Từ nơi đó vì mới nhận thức được nên mình tu thì mình tự biết trong tâm của mình mình tu làm sao? Mình tự hỏi mình thôi. Cái gì không phải mình sửa nó từ từ. Điều là phàm phu đó mà. Chứ ai hay ho gì đâu. nên cái đặc biệt nhất của chúng ta là sống có thể vui. Niềm vui là chất bổ dưỡng đặc biệt nhất. Thường phải ha ha á, đừng có mặt méo xẹo, hù nên <laughs> Nó bị cười thấy đặc biệt ghê luôn, dù có miệng méo cười cũng thấy dễ thương. Không? Dù là cái miệng đẹp, môi son, môi cười có duyên, đồ này kia mà không cười thử coi, không cười mà cái mặt... <laughs> nhìn thấy ghê luôn á chứ nó có, có, cảm giác gì đâu nên từ nơi đó, đó cứ vui cười thoải mái đi để nó quá giải một số điều không phải nha thí dụ như trong gia đình quý vị mà bốn thành viên mà ai cũng vui cười gia đình quý vị tức khắc thăng hoa ừ còn nếu gia đình quý vị mà tiền bạc đóng đóng nhưng mà ai cũng nhăn mặt hết trơn cái gia đình này tôi cũng ham nữa tiền bạc mà nó không có được niềm vui á, tiền bạc có nhiều làm gì Vậy biết rằng đừng có nói rằng là người không có nhà khổ, cái người biệt thự ngồi trong căn nhà biệt thự giống như là ở tù kìa, Ôi, bao nhiêu người ở thế gian này ở trong căn biệt thự như ở tù, nhà cao cửa rộng mà lấy nước mắt chăn cơm, đã nói là đến cái khổ này khổ mà ai mà không khổ, chỉ có cái người hiểu là nó đã khổ rồi thì đừng có khổ thêm nữa, gì thì được, chứ làm gì mà không khổ, tu cũng khổ mà không tu cũng khổ nữa tu thì khổ theo tu mà không tu thì khổ theo không tu có chồng thì khổ theo có chồng mà không có chồng thì khổ theo không có chồng đẹp thì khổ theo đẹp mà xấu thì khổ theo xấu khỏe thì khổ theo khỏe mà bệnh thì khổ theo bệnh chúng ta chỉ có vui đặc biệt nhất là trong hoàn cảnh nào sống theo hoàn cảnh ấy chấp nhận và vui được rồi à. thấy rồi ai cũng khổ chứ nha. ví dụ như mình đẹp bao nhiêu chàng trai theo mình mà mình cũng khổ nữa không biết chọn thằng nào Chọn thằng này thì mắc thằng kia mà thằng nào cũng được hết trơn á. Thằng này cũng cao, thằng này cũng cao. Bây giờ chọn thằng cao này thì bỏ thằng cao kia ủ vô cùng luôn bây giờ làm sao đây? Khổ không? À, còn cái cô kia không ai theo hết trơn á thì cũng khổ nữa. Xấu số vô duyên không ai đi theo mình, không ai chọc ghẹo mình, chưa cái mặt ra mà cũng không chọc ghẹo nữa. Cũng khổ nữa. Vì thấy chưa, cái cõi là khổ mà không khổ sao được. Nói đơn giản nhất vậy đó mà cảm giác là nó đúng á ừ Mà nó làm cho tâm tư Vì nó nhẹ vô cùng phải không? Nhẹ lắm Cái từ trường giờ nó tốt dễ sợ luôn Cái từ trường tốt Là do người ta vui nó mới tốt Nếu mà trong đây Ai cũng rầu cũng lo Từ trường này nặng lắm Nặng nề lắm quý vị ừ. Nên nó nhận đức đọc một công đoạn Trong quyển sách uh, Chích lục uh, Những văn tử rất là hay vì sao niệm Phật có thể chuyển hóa tế bào ung thư? Trong xã hội hiện nay, ung thư là căn bệnh nguy hiểm. Mang trên người căn bệnh này được coi như mang trên người bản án tử hình. Nhiều người đã chạy chữa nhiều nơi, áp dụng nhiều phương pháp đông y, tây y. Tốn nhiều tiền của nhưng vẫn đều bó tay. Vậy mà có nhiều trường hợp chỉ cần chuyên tâm niệm danh hiệu A Di Đà Phật lại có thể chữa bệnh ung thư. Từ những công trình nghiên cứu về kết tinh của nước của tiến sĩ Giang Bổng Thắng, chúng ta có thể thấy đó là hoàn toàn sự thật và có cơ sở khoa học chứ không phải là điều mê tín. Chuyên tâm cầu nguyện niệm Phật thực sự có thể chuyển hóa căn bệnh ung thư. Chúng ta có thể thấy rõ ràng từ thí nghiệm về tinh thể nước rằng thiện niệm làm mọi thứ đẹp lên và ác niệm là mọi thứ xấu đi hầu hết cơ thể người và mọi thứ khác trên thế giới này đều được cấu thành từ nước chính vì vậy thiện niệm của chúng ta có sức mạnh cải biến ngoại cảnh và chính bản thân chúng ta Đó thiện niệm mạnh lắm quý vị ơi tướng do tâm sanh mà ha thiện niệm vô cùng mạnh thiện niệm với một cái lực lượng đông nó có thể chuyển biến những cái ác cảnh những công đoạn này hay á bệnh ung thư những người dính vào thì suy nghĩ rằng mình như mang một cái bản án tử hình lo âu đúng không hôm nay đừng nên lo nữa lo thì mau chết hôm nay nên sống thoải mái với một ngày tốt đi sống tự nhiên sống một ngày thật tốt cũng như khi chưa khám bệnh chưa biết mình bị ung thư có nhiều người chúng ta hôm qua khi đang sống rất tốt nhưng hôm nay biết mình đang bị bệnh ung thư. Ngày hôm nay và ngày hôm qua hai ngày vô cùng khác. Khác không phải vì bệnh ung thư mà khác vì tâm lý của mình thay đổi. Nghĩ rằng mình đang bị bệnh ung thư và mình sẽ chết. Nên tâm lý mình đang sợ hãi nên từ trường của mình bị nặng nề và chuyển đổi hoàn cảnh từ tâm làm cho hoàn cảnh trước mắt mình là một màn đêm u tối đáng sợ chưa? Mấy nhiều người chúng ta khám bệnh chúng ta biết mà chưa bị bệnh gì đang cười hú hí vừa đi khám bệnh là chính chúng ta biết mình đang mang một căn bệnh gì thì tức khắc mình sẽ thay đổi hoàn toàn tâm tư của mình. Nên con người có thể giữ được tâm bình khí hòa Đây là chỗ đặc sắc Ngay chỗ nào tình nhân quả Tình số mệnh Một đời con người Có thể sống tốt Dù là sống được một ngày tốt Còn hơn sống một trăm năm Sống không tốt Ý nghĩa của một ngày tốt Rất đặc biệt Ý nghĩa của một trăm năm làm xấu Vô cùng là tối tăm Hãy nhớ nên hiểu được nguyên lý này rồi thì sống rất là tự tại. Đừng nên lo âu những việc nặng nề, đừng nên đặt vấn đề việc lớn lao gì của thế gian này cả. Nhớ, đừng bao giờ đặt mình vào cái việc thế gian này quá nặng nề. Ta đang làm một việc gì quá lớn lao, không nên đặt vấn đề đó. Vì đặt vấn đề đó chúng ta cảm thấy rất nặng nề. Tất cả những việc tốt thế gian chúng ta đang làm đều là phước của chúng sanh. Và duyên của ta làm được Nếu ta không có duyên chúng sanh không có phước Thì chúng ta muốn làm làm cũng không được Có nhiều người chúng ta rất khổ tâm Vì ta đang muốn làm việc tốt đó Mà làm không được việc đó Bạn suy nghĩ như vậy làm gì Nếu bạn không làm được Thì bạn nên niệm ai với đạo Phật đi Còn nếu bạn có duyên làm được Thì bạn nên chẳng thật mà làm Duyên đến thì quý Duyên hết thì buồn Có nhiều người họ bao nhiêu là lý tưởng Bao nhiêu là sự việc Đang tính để mà làm Chúng ta thấy những người đó khi mình gần gũi họ Rất là nặng nề Quý vị suy nghĩ đi Rất là nặng nề Còn những người có việc thì chân thật mà làm Một lúc đừng có nên tính hai ba việc lớn lao Bạn có làm được đâu mà bạn tính như vậy Những đứa thấy một vị này vô cùng lớn tuổi Ông tính bao nhiêu việc lớn lao trong khi ông đã già rồi Mình cũng không tiện nói với ông Nhưng mà trong lòng mình nói Ông đã tu nhiều năm như vậy Ông già như vậy rồi tại sao Ông không buông xuống những việc Tính bao nhiêu chục năm đó đi Để ông niệm ai với Đạo Phật Ông còn muốn để lại cho đệ tử sao Những việc đó Nếu là người trí không ai đi theo con đường đó Còn kẻ ngốc Thì nghĩ rằng mình là đệ tử ngoan Phải giác yeah cái quy trình của thầy đưa cho mình hồng nên làm như vậy vì mỗi người phải có góc độ sâu sắc những gì tự tại những gì tốt đẹp có thể làm được thì chẳng thật mà làm có một tiêu chuẩn đừng nên trong một lúc mà quá nhiều tiêu chuẩn đặt cho mình quá nhiều tiêu chuẩn làm gì làm sao làm được mà làm nhìn thì thấy giống như tâm lượng rất là lớn nhưng thật sự góc độ thì không sâu góc độ thì không sâu vì không làm được gì Làm sao mà góc độ xấu Chọn một tiêu chuẩn mà làm đi Làm cho thành công tiêu chuẩn nó đi Rồi tính ra Như vậy thì góc độ mới xấu Con người học Phật có thể chọn một tiêu chuẩn Cái gì nên làm nên chân thật mà làm Đừng nên một lúc mà nhiều chuyện qua Thí dụ như ngồi ở đây Suy nghĩ không biết nhà như thế nào Ngồi ở đây suy nghĩ một chút Ra ngoài ăn cơm làm sao Đừng nên suy nghĩ vu vơ như vậy Ngồi ở đây thì cứ ngồi ở đây đi Nghe Pháp thì cứ nghe Pháp đi một chút ra ngoài Người ta cho ăn cơm gì thì ăn cơm nay Chúng ta không quan tâm Hoặc là ngồi ở đây suy nghĩ chút tranh thủ Chạy qua bên kia kiếm chỗ ngủ coi Tùm lum chuyện hết trơn Đúng không Đừng nên nhiều vấn đề quá Nên trụ tâm một chỗ Việc gì cũng thành công Con người thất bại nhất là quá nhiều tư tưởng Họ nêu lên thì quý vị nghe cũng rất là mê Nhưng làm được hay không mà mê Người có góc độ sâu sẽ biết được có làm được hay không mà mê Chúng ta nên chọn cái góc độ mà mình làm được Và đưa cho người khác làm được Như vậy thì con người này mới có trí tuệ Còn nếu như chính mình làm không được Mà mình cứ nêu lên hoài Làm cho mình quá nặng nề Suy nghĩ cho kỹ để rồi nên buồn xuống đi Trong khoảng thời gian còn lại cuộc đời chúng ta Quan trọng nhất là niệm Phật Để cầu sanh thực lạc tù lâu tu mau gì Chỉ cần thấm thiết được một kiếp người đau khổ Có thể nhận thức được một đời người Thì góc độ nhất định sẽ sầu Còn nếu không thì Chúng ta cứ mãi chạy theo chặng cảnh Cuộc đời con người cứ lo hoài Không biết chừng nào lo cho xong Chừng nào mới xong Giảng sanh thì cực lạc Thì sầu Giảng sanh về cực lạc thì sọc Còn nếu không giảng sanh thì không sọc Còn ngoài tỉnh độ Thì bạn tu minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật thì sọc Tất cả những người có trí tuệ đều Muốn giải quyết cái vấn đề khổ đau của vô lượng kiếp Là ngay chỗ nào là phải thành Phật Còn người tu tịnh độ chúng ta là phải giảng sanh về cực lạc Mới giải quyết sọc còn nếu bạn không có một tiêu chuẩn bạn đừng mong bạn làm xong bạn đừng bao giờ mong bạn làm xong cái việc thế gian này vì bạn còn trong lục đạo bây giờ bạn đang làm đời sau của bạn chưa ra khỏi lục đạo bạn vào thai là mê cái kết âm bạn tiếp tục bạn làm sai việc của bạn có tiếp nói đâu mà xong nên góc độ của người học đạo phải nhận thức được chỗ này thì nhìn thấu mới buông xuống được Nhìn thấu mới buông xuống được Có những người chúng ta nhìn họ lớn tuổi Nhưng sắc diện rất là tốt Có những người chúng ta nhìn họ còn trẻ tuổi Mà sắc diện rất là sâu Là ngay chỗ nào ngày cái tâm của bạn đó Bạn kiểm lại tâm bạn đi Bạn đang lo âu rất là nhiều chuyện Thật sự mà nói Nếu nói về tuổi trẻ dục vọng Ai mà không dục vọng Nhưng Cái tệ của bạn nhất Ôm dục vọng mỗi ngày ăn không ngon ngủ không yên với nó Nên bạn hao năng lượng thôi còn thí dụ như mình có dục vọng thì dục vọng rồi thì thôi Còn không có, không có thì thôi Bạn có được như vậy, cái tâm như vậy thì tuyệt vô cùng Vì sao? Vì tâm khởi dục vọng ai mà không khởi dục vọng Nhưng do bạn ôm cái dục vọng mỗi ngày cứ tăng trưởng, tăng trưởng Nó phá vỡ nội tâm của bạn đó Nên xanh sao vàng giọt Không còn một cái nhựa sống gì cả đó. Chứ thật sự thì thế gian này ai mà không nghĩ xấu Ai mà không nghĩ sai nhưng do cái ý niệm sai Cái tiếp nói ý niệm sai Không biết dừng lại Chúng ta là người tu biết dừng ý niệm sai lại được Và biết chuyển đổi ý niệm sai Đây là chỗ đặc sắc Trong Phật Pháp mà ghi có Môn tịnh đồ Một tiêu chuẩn niệm ai di Đà Phật Để thế tất cả những ý niệm sai Của chúng ta mỗi ngày đang khởi Tuyệt Chính những đức đã kiểm nghiệm được chỗ này Tuổi những đức Mỗi ngày cũng vô cùng là có dục vọng nhưng mà những đứa không chấp nhất như ngày xưa những đứa nhớ ngày xưa khi chưa tu cứ ao ước có một người vợ đẹp bên cạnh để mỗi ngày dục dòng cứ tiếp nói như vậy mà hao năng lượng bây giờ thì những đứa cũng có dục vọng khởi lên nhưng mà trong lòng những đứa không đặt vấn đề chỗ đó là nặng nề có những lúc khởi lên một chút thì thôi chúng ta niệm ai với Đà phật cũng không đặt vấn đề chỗ đó làm chi cả mày muốn khở bao nhiêu thì khở nên những đứa có kinh nghiệm rằng thì ra là tích tụ được năng lượng ngay cái chỗ là chúng ta khở điều ác xong rồi bỏ qua bắt đầu chúng ta niệm a di đà phật thì tích tụ năng lượng chỗ này vô cùng là đặc biệt người trẻ người già gì nghe cũng có kết quả hết thế hội chúng có những người trẻ ngồi trong đây mà nếu bạn muốn bạn đẹp khỏi cần trang điểm chỉ cần tích tụ được năng lượng sắc diện nhất định tốt lời nói chuẩn xác người không có duyên có năng lượng nói chuyện cũng có duyên vì sao văn tự chuẩn văn tự rất chuẩn vì sao vì có năng lượng chúng ta vừa nhìn một người nếu đi ký hợp đồng nhìn người này chúng ta không muốn ký hợp đồng vì sao nhìn bạn không có nhựa sống một cái cây đã khô mũ thì cây này sẽ chết một con người mà hết năng lượng thì giống như khô máu nên tích tụ năng lượng đặc biệt nhất là ý niệm thiện ý niệm thì những đức gặp nhiều người bị bệnh ung thư. Những đức nhìn thấy họ sắc diện không thể nào quý vị biết được họ bị bệnh ung thư. Những đức nhìn có những người không bị bệnh ung thư mà vừa nhìn họ thì giống như bị sida vậy đó. Hỏi, người bị bệnh ung thư vì sao người được cái sắc diện này? Họ nói rằng còn sống rất bình thường. Con hiểu rồi, thì sắc diện rất tốt. Những đức hỏi người kia bị bệnh gì mà xanh sao như vậy? Người kia nói con đâu có bệnh gì đâu Nhưng Đức hỏi Có hỏi bệnh gì Ăn không ngon ngủ không yên Ủa sao thầy biết Nhìn biết liền gì đâu <laughs> Ăn không ngon ngủ không yên Là cái kết quả Nhân tố là chỗ nào Kiểm qua tâm đi Kiểm qua tâm đang lo cái gì Đang nghĩ cái gì đó là nhân tố đi đến cái quả Ăn không ngon ngủ không yên đó nên người có thể ăn ngon ngủ yên sống thường an lạc là tuyệt rồi à. ăn ngon ngủ được là tiên ăn không được ngủ không được làm phiền <laughs> đó nên quý vị thấy không à, suy nghĩ nhiều thứ nhức đầu nhức ốc <laughs> nên việc của người ta nè cái ê ê việc luôn nghĩa là nó sắp mà gọi là ghi như một cuốn sổ vậy. <laughs> vậy đó mà chỉ cần bình tĩnh thôi việc gì cũng tính xong chứ lên xe cũng niệm phật xuống xe cũng niệm phật vô chánh điện cũng niệm phật có nghĩa là vô phòng ngồi cũng niệm phật đi vòng vòng chùa cũng niệm phật đi xuống nhà ăn cũng niệm phật đi ngủ cũng niệm phật trước khi ngủ ý nghĩa đi đi vào nhà vệ sinh cũng niệm phật có nghĩa là thời gian nào cũng niệm phật vậy thì thời gian nào cũng là bình yên hết chúng ta chỉ cần bỏ con vật hiệu là thấy bất an liền đó quý vị à thử một ngày không niệm Phật đi thấy cuộc đời này vô vị. Còn có những người không niệm Phật thì một ngày không niệm Phật thì thấy bình thường đúng không? Nhưng nếu quý như vị là người niệm Phật một ngày không niệm Phật thấy vô vị lắm, thấy lo âu lắm. Còn những người mà không niệm Phật thì cái sự lo âu của họ nó dày đặc rồi, họ còn biết cái gì nữa đâu. <laughs> họ không biết cái gì nữa chứ, chúng ta nói làm chi nữa. Nó họ là dễ đầy như một màn lưới rồi. ha. Chúng ta nếu có nhận thức được thì quý vị đứng giữa ngã tư đèn đỏ đang chờ xe Quý vị cũng nhìn được cái khổ của nhân sinh Tại vì sao xe chạy ồn náo cả lạ người lách Chúng ta hỏi họ chạy đi đâu mà chạy dữ vậy Nhắm mắt nhắm mũi chạy dữ vậy Họ nói đi kiếm tiền chứ đi đâu <laughs> thấy chưa Có nghĩa là mình nhìn từ chỗ này mình nói khổ thiệt Bao nhiêu tuổi rồi kiếm tiền nó bao nhiêu năm rồi Họ nói 70 tuổi rồi Vậy kiếm tiền bao nhiêu năm rồi Kiếm tiền từ khi 10 tuổi tới bây giờ mình hỏi giàu chưa? Chưa Vậy có định làm giàu hay không? Cố gắng thêm 10 năm nữa coi có giàu hay không Chúng ta hỏi Nếu 10 năm sau là 80 tuổi không giàu thì sao? Họ nói không giàu thì chết <laughs> Khổ thiệt Không giàu thì chết Xong cuộc đời Không biết đi đâu Vậy thấy chưa? Quý vị khổ cái gì? Quý vị có một hướng đi rồi Quý vị có thế giới cực lạc để về rồi Thế giới cực lạc là thế giới của cha lành đã tạo một hoàn cảnh đặc biệt Biệt thự thì khỏi cần phải nói tới Thế giới cực lạc là tuyệt Biệt thự ở thế gian không cần phải nói tới Tất cả những hoàn cảnh thế gian này có tốt cỡ nào cũng không cần phải so sánh với thế giới cực lạc Mà quý vị bây giờ đang sống ở cõi này dù là đang khổ cỡ nào Chồng đánh vợ bỏ con hắc hủi Đừng sợ vì tương lai bạn sẽ về thế giới cực lạc nên bạn đừng có sợ gì hết Bạn cứ niệm Phật đi nha Đó, Cứ chăng thật mà niệm Phật đi Nên trong Kinh Vô Lượng Thọ Phật nói rằng Vui trả nợ một đời ngắn ngủi này Khi bỏ báo thân này Đích thân ta là Phật A Di Đà Sẽ đến rước còn về cực lạc. <laughs> thấy <laughs> thấy chưa Các <laughs> vị có vùng hướng rồi có vuông hướng rồi nên khi bị chồng bỏ chồng chê về đây niệm phật đặng về cực lạc <laughs> lúc trước về đây niệm phật chồng mây lại liền thôi mệt quá mấy gì nữa nó khổ muốn chết được mà mấy gì thấy không nên nó thôi niệm phật về cực lạc nó bây giờ rảnh rồi người ta buông tay mình thì mình rảnh còn người nào người ta chưa buông tay thì cố gắng mà trả đi à, sáng hôm nay chúng ta học đến đây quý vị ừ, chắp tay hồi hương Nguyện đem công đức này Hướng về không tất cả để tự và chung sanh đồng và về tỉnh độ A Di Đà A di đà phật. 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 À, mỗi tuần chủ nhật Thầy tổ đình hậu pháp chúng ta cộng tu chưa thân ni quý Phật tử về chùa rất là đông. chúng ta được nghe pháp niệm Phật lễ Phật. À, toàn thể đại chúng nguyện đem công đức này à, chúng ta nguyện cầu an trên đại lão và thượng viện chủ và cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến của quý vị luôn luôn có sức khỏe và đều biết niệm Phật à, quyết chí một đời vãng sanh về thế giới Tây phương Cực Lạc. À, và chúng ta nguyện đem công đức này À, nguyện hồi hướng cầu an cho những tên người đang ghi để đây hoặc là cầu siêu cho những cái tên để đây rất là nhiều à, và nguyện đem công đức này cầu siêu cho cụ quyền thất tổ ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp và chư hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai chiến sĩ trận vong đồng bào thử nạn thập nhị loại cô hồn ngã quỷ hạ sa hữu vị vô danh hữu danh vô vị đều được thừa hưởng những công đức này đều phát tâm niệm phật để cầu sanh về thế giới cực lạc khi chúng ta đi về chùa thì cũng có những người cũng mang cái nghiệp phá thai hoặc sát sanh đủ thứ cái tạo nghiệp khi chúng ta đến thế gian này khi chúng ta đi đến đây thì cũng có những quán thăng trái chủ đi theo chúng ta đến đây hoặc người thăng mắc chưa siêu thoát hoặc những thai nhi mà chúng ta phá bỏ các cháu cũng đang đi theo đến đây thì ở chùa khi niệm Phật xong rồi có cúng thí thực nên chúng ta nguyện cho chư hương linh được hưởng tài thọ thực phát tâm ở chùa niệm phật không có cái tâm đi theo đòi nợ người thân nữa quyết chí niệm phật quan gia nên giải không nên kết phát tâm niệm phật về thế giới cực lạc mới hết khổ luôn luôn hưởng được niềm vui nam mô chứng minh sư bồ tát ma ha tát nhờ đặng phật tự chúng ngà kim tí nhờ cung từ thực biến thập phương nhất tiên nguyện dị thử công đức ca vô cẩm ư nhất ngà đặng dự vọng tự giai cộng tình vẫn đau dự đăng ngô tình chung ngã kim thi nhờ cung từ thực biến thẩm phương nhất tiết ngộ tình cộng nguyện dị thử công đức vô cẩm ư nhất tiệt ngà, ngà đặng dự hổ tình giai cộng thành vật đạo như đăng cố hồn chung ngã kim ti nhự cung từ thực biến thập Vương những tiếc cô hồn không nguyện chỉ tự công đức Vô võ cầm những tiết ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành vật đạo án mục lũng lăng ta bà ha án mục lũng lăng ta bà ha án mục lũng lăng ta bà ha a à nga nga nắng tam bà và việc nhật ra hồng a à nga nga nắng tam bà và việc nhật ra hồng và việc nhật ra hồng gia trì chú thực diệu dạ đà biến thiểu thành đã giai bảo mạng nam mô xã sanh tam bồ tát nam mô xã sanh tam bồ tát nam mô sa tam bồ tát ma ha tát gia trì chú thực diệu gia đa biến thiệu thành đa giai bảo mạng nam mô sa tam bồ tát gia trì chú thực diệu gia đa biến thiệu thành đa giai bảo mạng nam mô sa tam bồ tát gia trì chú thực diệu gia đa biến thiệu thành đa giai bảo mạng Nam mô xá -sa sanh tam bồ tát Nam mô xá -sa sanh tam bồ tát Nam mô xá -sa sanh tam bồ tát Ma tát <laughs> Cô hồn ơi hương linh ơi Chiến sĩ chẳng vong đồng vào tự nạn ơi Thập nhị loại cô hồn ơi Ô vị vô danh hồ danh vô vị ơi Tại nhi vì nghiệp quá tay ơi ở phương tây thế giới an lành à, có nay sanh Pháp nguyện vãng sanh cõi sanh đức từ bi tiếp đồ nam mô tây phương cực lạc vì di đà phật a 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 di đà phật, A di đà phật, A di đà phật,

k'anjida bọ k'anjida bọ k'anjida bọ k'anjida bọ. k'anjida bọ k'anjida bọ. k'anjida bọ k'anjida bọ k'anjida bọ k'anjida bọ k'anjida bọ. k'anjida bọ k'anjida bọ k'anjida bọ k'anjida bọ k'anjida bọ k'anjida bọ k'anjida bọ. đà Phật A à Di đà Phật A à Di đà Phật A à Di đà Phật Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đệ Tử Đại Bi A Di đà Phật liên tòa tác đại chứng minh. Hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng thời gia văn tập thầy tổ Đình Hộ Pháp pháp bộ đề tâm mua các loại chúng sanh này về phóng sanh nguyện cho các vị giải thoát thân xúc sanh quy tham bảo nhất tâm niệm phật cầu vãng sanh về thế giới cực lạc đức phật a di đà sớm mau thành phật hỡi các loại chúng sanh ơi các vị đã tạo các vọng nghiệp từ đầu vô thị kiếp đến nay do thân viện ý phát sanh ra che mờ chân tâm bản tính nên phải sanh tử lưng hồi ra vào sông mây biển nghiệp đến hôm nay các vị có nhân duyên lành gặp phật pháp được cho vị đồng tu mua các vị về để sám hối quy y và cùng với các vị niệm phật a di đà để cầu vãng sanh về thế giới cực lạc Hôm nay các vị uy Đức Phật A Di Đà được một pháp danh là Diệu Âm khi vãng sanh về thế giới cực lạc đồng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai. Chúng ta bỏ tịnh tài ra mô các loài chúng sanh này đó là tài thí. Khi sanh ở nơi nào chúng ta cũng có của cải đầy đủ và chúng ta quy y niệm Phật ở những chúng sanh này nghe đó là pháp thí chúng ta sanh ở nơi nào cũng được trí tuệ và thông minh. Chúng ta thả những chúng sanh này bay đi rất là tu hạnh vô ý thí. Chúng ta sanh ở nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Quy Phật không độ địa, địa ngục, quy pháp không độ ngạ quỷ, quy tăng không độ bàn sanh. Quy Phật không độ địa ngục, quy pháp không độ ngạ quỷ, quy tăng không độ bàn sanh. Quy à, Phật không độ địa ngục, quy pháp không độ ngạ quỷ, quy tăng không độ bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật lớn lên vỗ tay thả chim nha. A di đà phật, A di đà, phật, phật, A di đà 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 phật

A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà A Di Đà Phật 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 A à di đà phật A di đà phật A di đà phật A à di đà phật A di đà phật A di đà phật A di đà A di đà phật A di đà phật A di đà phật A di đà phật nguyện đem công đức này ở về công tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ à, dạy như là Phật cung thỉnh chư tăng ni và toàn thể đại chúng chúng ta xuống dây đường để dùng cơm à, chúc quý vị luôn luôn an lạc và vui vẻ nha A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật

đà Phật A à, di đà Phật A à, di đà Phật A à, di đà Phật à. A à, Di Đà Phật 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 à. A à, di đà Phật 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 à. A à, Di Đà Phật A à, Di Đà Phật A à, Di Đà Phật A à, Di Đà Phật